Dạ, xin cảm ơn phần giới thiệu của cô Hạnh. Kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì nói về cái điều trị cho bệnh nhân mà có thai thì rất là bối rối cho các bác sĩ không liên quan tới chuyên khoa sản. Mỗi khi chúng ta gặp một bệnh nhân có thai thì chúng ta sẽ không biết là nên cho thuốc hay là không nên cho thuốc, và đặc biệt là trong lĩnh vực hen, đó là con dao hai lưỡi theo một số cái suy nghĩ thông thường, và rất là nhiều trường hợp chúng ta đang bị gọi là cẩn thận quá mức và làm cho bệnh nhân lại tệ hơn. Cho nên phần trình bày ngày hôm nay chúng tôi xin lược qua cái sự tương tác giữa cái thai kỳ với bệnh hen, hen nó ảnh hưởng như thế nào tới thai kỳ và thai kỳ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới bệnh hen, và thứ hai là lợi ích và nguy cơ khi chúng ta sử dụng cái thuốc hen cho bệnh nhân có thai, và cuối cùng là một số các lưu ý trong lâm sàng. Thì nói về cái tỷ lệ mà phụ nữ có thai mà bị hen á, thì người ta thấy rằng hen là cái bệnh lý mãn tính thường gặp nhất khi phụ nữ có thai. Khoảng 10% phụ nữ có thai thì có hen. Và trong 10% bệnh nhân có thai và bị hen đó thì có 10% sẽ có cái đợt cấp và cần phải uống corticoid. Như vậy cái tỷ lệ mà xuất hiện đợt cấp trong phụ nữ có thai bị hen nó tương đối cao hơn trong cộng đồng. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng ấy, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân khi mà người ta có thai thì người ta tự ý ngưng thuốc, hoặc là bác sĩ khuyên người ta ngưng thuốc, hoặc là khi bác sĩ tiếp cận một người có thai và khởi phát một cái cơn hen đầu tiên, trước đó chưa được chẩn đoán hen, bây giờ được chẩn đoán hen trong cái giai đoạn người ta mang thai, thì bác sĩ có thể cũng không dám cho thuốc. Thì đó là một cái thực tế rất là thường gặp trong thực hành lâm sàng. Và để cho chúng ta có thể kiểm soát tốt được cái bệnh hen ở phụ nữ có thai, để giúp cho mẹ tròn con vuông, thì chúng ta cũng phải biết cái sự tác động qua lại giữa hen và thai kỳ, và chúng ta cũng biết được cái hiệu quả và tính an toàn của thuốc. Thì nói về sự thay đổi hô hấp trong thai kỳ thì chúng ta thấy là có cái sự thay đổi về mặt giải phẫu và thay đổi về mặt sinh lý. Thì khi tử cung càng ngày càng lớn thì cái chiều cao của cái phổi của mình nó giảm đi, nhưng mà người ta thấy rằng cái chiều rộng hay là chiều trước sau nó cũng giãn nở ra bù trừ, cho nên cái thể tích phổi đa phần nó cũng không có cái sự thay đổi lớn. Đây là một loạt cái thay đổi về mặt gọi là giải phẫu. Nhưng mà những thay đổi về mặt sinh lý, ví dụ như là tổng dung lượng phổi nó thay đổi chút xíu, thể tích khí lưu thông nó hơi gia tăng lên, mà thể tích khí cạn chức năng thì có giảm đi một chút xíu. Điều đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cái chức năng phổi của bệnh nhân được đo qua hô hấp ký hay không? Thì người ta thấy rằng thai kỳ nó ít ảnh hưởng tới các chỉ số FEV1 hay là chỉ số FEV1 GFVC, kể cả cái lưu lượng đỉnh nó cũng không thay đổi bao nhiêu, và cái hình dạng của hô hấp ký nó cũng không thay đổi nhiều. Và vì thế cho người ta nói rằng nếu chúng ta đo hô hấp ký cho bệnh nhân có thai thì chúng ta có thể sử dụng các phương trình hồi quy của người bình thường áp vô người có thai, chứ không phải là chúng ta phải cần một cái bộ chỉ số tham khảo khác. Và khi mà có cái sự thay đổi nào đó gì của FEV1, của FVC thì chúng ta đừng vội vàng kết luận đó là thay đổi do thai kỳ, mà chúng ta phải tìm hiểu có thể cái sự sụt giảm FEV1, sụt giảm FVC là một phần của cái tình trạng hen ở bệnh nhân thai kỳ đó chưa được kiểm soát tốt. Và đây là một số cái thay đổi mà thai kỳ nó ảnh hưởng lên bệnh hen. Thì trong thực hành lâm sàng chúng ta hay gặp rất là nhiều bệnh nhân hen, họ tới khi mà giai đoạn có thai thì họ gặp mình với tình trạng nặng hơn. Cho nên phần lớn các bác sĩ lâm sàng sẽ nhìn nhận là hen sẽ nặng hơn khi bệnh nhân có thai. Điều đó có thể là chúng ta đúng trong cái kinh nghiệm lâm sàng, bởi vì những người mà họ có thai hen nó nhẹ đi thì người ta không đến khám, cho nên chúng ta toàn là gặp những người có thai mà hen nó nặng hơn thì người ta đến khám. Nhưng mà nếu mà nói về bằng chứng về mặt dịch tễ học thì người ta thấy rằng có một quy tắc 1/3, Gina cũng đề cập tới cái quy tắc này, có nghĩa là khi bệnh nhân đang có bị hen và có thai thì 1/3 nó sẽ y chang như cũ, 1/3 nó sẽ nặng hơn và 1/3 nó sẽ nhẹ đi. Và trong cái nghiên cứu này người ta thấy cái số mà nhẹ đi nó còn cao hơn cái số xấu hơn, nhưng mà cái số xấu hơn này thì mình lại thường gặp trên lâm sàng. Cho nên trong đầu các bác sĩ lâm sàng thường thấy rằng khi mà bệnh nhân hen mà có thai thì đa phần sẽ nặng lên, là đúng với thực tế lâm sàng nhưng mà không đúng về mặt lý thuyết. Và ảnh hưởng của thai kỳ lên hen nó sẽ thường là có thể xuất hiện ở những cái giai đoạn gọi là tam cá nguyệt giữa tuần thứ 17 tới tuần thứ 24, và từ từ nó sẽ cải thiện. Nếu bệnh nhân không có cái đợt cấp ở trong giai đoạn này thì chức năng phổi, triệu chứng lâm sàng nó cũng có cải thiện ở vào những cái tháng cuối của thai kỳ. Hoặc là bệnh nhân có những giai đoạn mà bị đợt cấp hay là triệu chứng không kiểm soát ở cái tam cá nguyệt số 2 thì nó cũng cải thiện ở 4 tuần cuối của thai kỳ. Và vì thế cho nên
những trường hợp bệnh nhân có thai, khi người ta chuyển dạ thì ở trong cái giai đoạn mà hen nó tương đối ổn định, cho nên người ta có thể sanh thường, và chúng tôi có một số slide sau để chứng minh điều đó. Và đây là cái thống kê cho thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân mà xuất hiện đợt cấp thuộc cái khoảng này, 17 tới 24 tuần của thai kỳ. Và người ta thấy rằng cái cơn hen cấp ở những người mà mới được chẩn đoán hen khi mà người ta có thai, nó sẽ vượt cấp 3 lần cái người mà có được chẩn đoán trước đó. Bởi vì những người chúng tôi gặp trên lâm sàng rất là nhiều bệnh nhân, họ trước đó họ không biết bị hen gì cả, cho tới khi người ta đi khám hen lần đầu là khi đó người ta có thai. Chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp, hoặc là những người trước đó họ có hen, rồi một thời gian hen nó lui, không có triệu chứng gì cả, khi có thai hen nó bắt đầu xuất hiện. Thì những đối tượng mà lần đầu tiên gặp mình mà trong tình trạng có cơn hen cấp, thì như vậy cái tỷ lệ người ta xuất hiện đợt cấp trong thai kỳ nó gấp 3 lần những người biết trước hen trước đó. Và khi mà bệnh nhân có thai mà khó thở thì có thể bác sĩ sẽ nghĩ là khó thở đó là do vấn đề sinh lý, chứ không phải là do hen nó hành lên. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải phân biệt khó thở mà do cái bào thai nó gây ra, thì thường nó không có kèm ho, không có những cái triệu chứng hô hấp khác. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta đo hô hấp ký thì nó không có hội chứng tắc nghẽn, hay là những cái chỉ số thay đổi sinh lý nó không có nhiều. Còn đối với lại cái hen nó ảnh hưởng lên thai kỳ như thế nào, thì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta không kiểm soát hen tốt thì có thể một số cái biến cố bất lợi cho mẹ, cho con nó có thể xảy ra. Ở mẹ thì có thể là tiền sản giật, có thể là cao huyết áp, nhiễm độc thai nghén, hay là một số người chỉ buồn nôn liên tục mà không có kiểm soát được, hoặc là xuất huyết âm đạo. Còn ở con có thể là tử vong chu sinh, hay là thai chậm phát triển trong bào thai, thai thiếu tháng, thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, vân vân. Thì về mặt cơ chế thì nó cũng tương đối phức tạp, nhưng mà một cái cơ chế mà gọi là đơn giản nhất đó là khi phụ nữ mà có thai mà hen không được kiểm soát tốt thì sẽ gây một cái tình trạng thiếu oxy để đưa nuôi tới đứa con. Và đứa con bị thiếu oxy thì nó sẽ chậm phát triển và có thể nó gây ra tình trạng sanh non hoặc là sải thai. Và người ta cũng thấy rằng nếu mà những người phụ nữ có thai thì mà bị hen thì cái nguy cơ sanh non nó cao gấp 2 lần những người phụ nữ có thai mà không bị hen. Và đặc biệt nếu mà chức năng phổi của người phụ nữ đó mà thấp hơn 80% thì cái nguy cơ sanh non nó cao hơn so với những người có hen mà chức năng phổi tốt. Hoặc là những người có hen mà có triệu chứng lâm sàng, ví dụ đây là dưới 2 lần một tuần, thì nguy cơ sanh non nó cũng giống như là những người không có hen. Nhưng mà triệu chứng hàng ngày thì nguy cơ sanh non, sanh đứa trẻ chậm phát triển thì có thể gấp 2 lần những người không bị hen. Và hoặc là đây một cái tổng quan cho thấy rằng nếu bệnh nhân có cái đợt cấp trong thai kỳ thì cái tỷ lệ sanh con nhẹ tí là tới gấp 2,5 lần so với người không bị hen. Còn những người bị hen mà không có đợt cấp trong thai kỳ thì cái xác suất sanh con bình thường nó giống như là một người bình thường. Vì đó chúng ta phải quan tâm tới cái việc điều trị kiểm soát hen cho bệnh nhân trong thai kỳ thiệt tốt, để cho chúng ta làm cho bệnh nhân có sức khỏe tốt hơn và ngăn ngừa các biến cố bất lợi cho đứa con. Và vì thế chúng ta cần phải hiểu được cái tác động qua lại giữa hen và thai kỳ để chúng ta có những cái biện pháp điều trị kịp thời. Và đây là một cái cách chúng ta tiếp cận toàn diện. Chúng ta phải đánh giá cái tình trạng kiểm soát hen bệnh nhân thường xuyên để chúng ta có thể điều chỉnh kịp thời cho họ. Chúng ta phải điều trị các bệnh đồng mắt, và chúng ta phải giáo dục bệnh nhân có một cái kiến thức để tự giải quyết cái cơn hen cấp tại nhà, tự biết khi nào là bệnh nhân nên đi khám và khi nào thì họ có thể tự xử lý cái cơn hen cấp đó. Và vì phụ nữ có thai cũng giống như các bác sĩ chăm sóc ban đầu, khi mà gặp cái triệu chứng về hen, sợ tác dụng phụ của thuốc cho nên có thể là ngừng thuốc rất là sớm. Và các bằng chứng cho thấy rằng nếu chúng ta sử dụng các thuốc cắt cơn thì nó cũng an toàn cho thai kỳ, cho nên chúng ta không hạn chế sử dụng thuốc cắt cơn cho người bệnh. Nhưng mà chúng ta làm sao cho người bệnh đừng có sử dụng thuốc cắt cơn thì càng tốt, bởi vì khi đó cái bệnh hen của họ đã được kiểm soát tốt rồi. ICS là thuốc chủ lực trong điều trị hen thì nó cũng ít có tác dụng phụ trên thai kỳ, cho nên chúng ta có thể an tâm sử dụng. Và hầu hết các thuốc hen thì không có chống chỉ định, kể cả corticoid uống, theophylline hay là một số các loại thuốc khác. Và chúng ta dựa vào cái bảng phân loại nguy cơ thai kỳ của FDA, nó chia làm 4 mức là A, B, C, D. D là chống chỉ định, còn D không phải là chống chỉ định, 5 mức ít là chống chỉ định, còn D là rất là thận trọng. Thì đa phần các thuốc điều trị hen thuộc nhóm B và nhóm C, cho nên chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta thấy kể cả theophylline cũng là nhóm C, chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà hiện nay chúng ta hiếm khi nào cần sử dụng theophylline ở trong điều trị hen, kể cả cho những người không có thai. Cho nên chúng ta có quyền sử dụng các thuốc, ví dụ như corticoid thì budesonide là tốt nhất ở nhóm B, hoặc là các thuốc ceratide, simbicort là ở nhóm C, chúng ta có thể sử dụng.
Mặc dù có những bằng chứng rõ ràng là cái tác dụng phụ nó không có quá nghiêm trọng trong thai kỳ, nhưng mà rất là nhiều bệnh nhân họ sẽ không tuân thủ và họ sẽ ngừng thuốc. Chỉ có 13-54% bệnh nhân là không sử dụng thuốc hoặc là ngừng thuốc trong vòng 5-13 tuần trong thai kỳ của họ. Và có một cái cách tiếp cận điều trị mới là người ta dùng cái FENO để hướng dẫn điều trị hen, thì người ta thấy một cách này. Ví dụ như đây là một cái ca lâm sàng cũng rất là hay. Người ta đưa ra một cái tình huống là một bệnh nhân A đến tái khám và đã thai thì đang 25 tuần và đang dùng cái thuốc ICS liều là 400 mg, chỗ này chúng tôi ghi lộn, một liều là 200 mà nhân 2 là 400 mg, và đo FENO là 21 ppb và cái điểm số lâm sàng gọi là kiểm soát hen là 1.57 là tương đối cao. Thì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái triệu chứng lâm sàng, nghĩa là hen có nhiều triệu chứng, chúng ta tăng điều trị thì chúng ta có thể tăng lên ICS lên thôi. Còn nếu mà chúng ta dựa vào FENO thì chúng ta thấy rằng mặc dù bệnh nhân này có nhiều triệu chứng nhưng mà FENO nó còn ở trong mức bình thường, người ta không cần tăng cái corticoid lên mà người ta thêm cái LABA để giảm triệu chứng. Thì cái cách điều trị này người ta thấy rằng mặc dù những nhóm bệnh nhân mà sử dụng FENO làm cái gọi là hướng dẫn điều trị thì sử dụng ICS nhiều hơn, LABA nhiều hơn, nhưng mà tổng cái lượng thuốc đưa vào trong cơ thể, tức là tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thì nhiều nhưng mà tổng cái lượng thuốc của một người sử dụng thì tương đối thấp hơn là cái nhóm mà chúng ta chỉ điều trị về mặt lâm sàng. Cho nên đó là cũng là một cách tiếp cận mà Gina cũng đề xuất là chúng ta có thể sử dụng FENO để hướng dẫn điều trị. Và đây là một số cái lưu ý trong thực hành lâm sàng, bởi vì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều câu hỏi từ người bệnh. Câu hỏi đầu tiên là có tiên đoán được diễn tiến của hen trong thai kỳ ở đợt này hay không? Người ta sẽ hỏi mình, những người mà chưa có thai, người ta sẽ nghe những người xung quanh nói là mỗi lần có thai thì hen nó nặng hơn. Họ sẽ hỏi bác sĩ cái câu chuyện đó. Hoặc là những người đã có thai rồi, họ có kinh nghiệm những cái thai lần trước, người ta cũng hỏi bác sĩ là lần này cái diễn tiến của hen ở trong thai kỳ như thế nào, thì chúng ta trả lời như thế nào. Thì đầu tiên là cái quy tắc 1/3, không phải lúc nào nó cũng nặng, có những trường hợp nhẹ hơn và có những trường hợp sẽ không thay đổi. Nhưng mà hen mà càng nặng theo cái tiêu chí đánh giá nặng của Gina, hoặc là hen nó càng mất kiểm soát thì cái diễn tiến trong thai kỳ nó sẽ xấu hơn. Và điều này để chúng ta giảm bớt cái tình trạng xấu hơn trên lâm sàng thì chúng ta phải ráng làm sao kiểm soát hen cho thiệt tốt. Và có một cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái khuynh hướng của cái diễn tiến thai kỳ lần này nó sẽ giống như lần trước. Nếu lần trước vào có thai thì hen nó nặng hơn, thì lần này có thai hen nó cũng sẽ nặng hơn. Và vì thế chúng ta phải có những biện pháp gọi là phòng ngừa trước đó, đừng cho nó diễn tiến giống như cũ nữa. Thứ hai là câu hỏi là làm gì để có một cái thai kỳ tốt khi mà phụ nữ có thai đến khám với mình. Thì cái biện pháp đầu tiên là chúng ta phải ráng kiểm soát hen thật tốt, bởi vì hen mà kiểm soát càng kém thì thai kỳ nó sẽ càng tệ hơn. Và khi đó chúng ta phải dùng thuốc đều đặn và chúng ta phải tái khám 4-6 tuần, có thể chúng ta tái khám một lần, nó tùy cái hoàn cảnh, nhưng mà có thể chúng ta phải khám gọi là hơi dày hơn những bệnh nhân không có thai. Và đặc biệt là chúng ta nên sử dụng thuốc nó có mức an toàn nhất trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thì thuốc nào có tính an toàn nhất thì người ta thấy rằng ICS thì nó an toàn hơn LABA. Cho nên chúng ta sẽ hạn chế sử dụng LABA trong 3 tháng đầu của thai kỳ nếu có thể. Và đây là cái tóm tắt của Gina 2019 cũng giống như các Gina phiên bản trước, là các thuốc trong điều trị duy trì trong điều trị hen thì nó đem lại lợi ích đáng kể so với tác dụng phụ, cho nên chúng ta nên sử dụng các thuốc ICS kích thích beta 2, montelukast hoặc cả theophylline, nó ít liên quan tới tỷ lệ dị tật ở thai nhi. Cho nên ICS và có thể giảm được cái đợt cấp, nếu mà chúng ta ngưng ICS cho bệnh nhân có thai thì sẽ tăng lên cái nguy cơ đợt cấp. Và chúng ta chỉ nên giảm cái liều điều trị khi bệnh nhân đã sanh xong, bởi vì chúng ta biết Rina có một nguyên tắc là chúng ta không nên giảm liều khi bệnh nhân đi du lịch, không nên giảm liều khi bệnh nhân đang bị một cái bệnh cấp tính nào đó, đặc biệt là đường hô hấp cấp tính, và không nên giảm liều khi bệnh nhân có thai. Trong khi đó, trong thực hành lâm sàng thì đa phần chúng ta làm ngược lại, là khi có thai chúng ta lại đi giảm liều. Và điều trị bằng FENO thì có thể đem lại cái hiệu quả cho bệnh nhân. Như vậy làm gì khi một bệnh nhân họ đến với mình mà họ đang điều trị hen mà họ có thai? Thì khi đó chúng ta sẽ tùy tình huống. Nếu bệnh nhân đang sử dụng ICS thì chúng ta tiếp tục cho bệnh nhân sử dụng ICS. Nhưng mà lỡ người ta sử dụng ICS kết hợp LABA như là Seretide, như là Symbicort thì chúng ta làm gì? Thì câu trả lời là nếu bệnh nhân đang sử dụng nó mà nó đang ổn định, mà người ta đã biết có thai rồi, thì chúng ta phải tiếp tục sử dụng, chứ không phải là chúng ta cắt LABA chúng ta đổi qua ICS. Nhưng mà nếu bệnh nhân chưa có thai mà người ta hỏi mình là ít bữa nữa tôi sẽ có thai thì điều trị như thế nào cho tốt, thì chúng ta nên chuyển từ ICS LABA sang ICS một mình, để chuẩn bị cho người ta khi đầu bắt đầu có thai thì người ta chỉ tiếp xúc với ICS mà không tiếp xúc với LABA trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Và nếu đợt cấp xảy ra thì
thì trong thai kỳ thì xử lý như thế nào? Thì Gina và các cây lai khác nói một câu rất là đơn giản, là xử lý được cấp trong thai kỳ nó cũng giống như là xử lý được cấp khi bệnh nhân không có thai. Có nghĩa là chúng ta có thể cho tất cả các loại thuốc điều trị tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, mà chúng ta không quan tâm nhiều tới bệnh nhân có thai hay không có thai, bởi vì cái tính mạng bệnh nhân trong được cấp là quan trọng hơn. Và một loạt các tiêu chí như thế này thì chúng ta sẽ có thể tham khảo thêm, đặc biệt là cái magie sulfate. Thì nếu mà bệnh nhân có tăng huyết áp đi kèm như tà tiền sản giật, như là có cơn gò tử cung sớm, thì chúng ta mới sử dụng. Chứ thường những cái thuốc này nó ít có hiệu quả, kể cả trong giai đoạn bệnh nhân không có thai thì nó cũng không có hiệu quả nhiều. Và bệnh nhân hỏi mình là chuẩn bị gì khi mà sanh, thì người ta thấy rằng do nhiều cái cơ chế như chúng tôi nói, cái bệnh hen nó tương đối rất là tốt ở những thời điểm gần sanh, cho nên đa phần bệnh nhân sanh bình thường, cho nên không cần phải bắt người ta sanh mổ. Hiện nay cái tỷ lệ sanh mổ ở phụ nữ có thai mà bị hen á, nó cao hơn cái dân số chung, nhưng mà điều đó là không đúng. Và người ta thấy rằng cái chuyện mà cơn cấp xảy ra khi bệnh nhân chuyển dạ thì rất là ít, và nếu mà có triệu chứng đi nữa thì chỉ cần thuốc giãn phế quản là đủ rồi. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp á, bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản nhiều quá trong giai đoạn chuyển dạ, thì người ta khuyên là chúng ta phải thử máu cho em bé, bởi vì thuốc giãn phế quản này nó ngấm vào trong em bé thì nó sẽ gây ra giảm đường huyết, tụt đường huyết do cái thuốc giãn phế quản kích thích beta 2. Cho nên chúng ta cũng lưu ý chuyện này, nhưng mà thật ra bác sĩ sản khoa chứ không phải là mình. Chuẩn bị gì khi sanh? Thì nếu như bệnh nhân phải điều trị bước 5 của thai kỳ của hen là dùng lớn hơn 7.5mg prednisone trong một ngày lớn hơn 2 tuần, thì khi mà chuyển dạ chúng ta phải chích hydrocortisone 100mg mỗi 6 tới 8 tiếng đồng hồ. Còn lại những đối tượng khác thì chúng ta không cần phải dùng thuốc gì trước khi bệnh nhân chuyển dạ cả. Và người ta khuyên là gây tê thì tốt hơn gây mê. Và nếu như bệnh nhân bị băng huyết sau sanh thì phải dùng cái thuốc prostaglandin E2 thì tốt hơn là F2. Cái đó có lẽ bác sĩ sản khoa quan tâm nhiều hơn. Điều gì xảy ra sau khi sanh? Thì người ta thấy rằng cái chức năng phổi, cái tình trạng hen của bệnh nhân nó trở lại như cũ sau 3 tháng. Và cái nguy cơ xảy ra cơn hen cấp sau khi bệnh nhân xong rồi á, sanh xong rồi, thì ở những người sanh mổ thì cao hơn người sanh thường. Và nếu mà chúng ta cho con bú thì giảm đi nguy cơ, bú sữa mẹ thì giảm nguy cơ đứa trẻ bị hen sau này so với những người không có cho con bú bằng sữa mẹ. Và nếu mà người mẹ mang thai mà có hút thuốc lá thụ động thì nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị hen nó sẽ cao. Và các thuốc hen thì có thể đi vào sữa mẹ nhưng mà nồng độ tương đối nhỏ nên hầu như là không gây hại cho đứa trẻ. Tuy nhiên cũng một số cái hướng dẫn người ta khuyên là nên cho con bú trước khi xịt thuốc hoặc là 4 tiếng đồng hồ sau khi xịt thuốc để hạn chế bớt thuốc nó đi vào trong cơ thể của em bé. Nói tóm lại thì hen mà nó ảnh hưởng lên thai kỳ và thai kỳ nó cũng tác động ngược lại hen. Và kiểm soát hen càng kém thì cái nguy cơ xuất hiện các biến cố bất lợi cho mẹ cho con càng nhiều. Cho nên mục tiêu của bác sĩ chăm sóc ban đầu hay là các bác sĩ hô hấp thì gặp bệnh nhân có thai mà bị hen thì chúng ta phải ráng làm sao kiểm soát hen nó được tốt hơn. Và hầu hết các thuốc mà điều trị hen là tương đối an toàn cho cả mẹ và cho cả con. Cho nên quan trọng chúng ta phải dùng thuốc để khống chế cái triệu chứng để kiểm soát hen tốt. Chứ chúng ta không đừng quá sợ cái tác dụng phụ mà gọi là bỏ bớt cái cơ hội, bỏ qua cái cơ hội điều trị cho người bệnh. Các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài LABA như là salmeterol trong Seretide hoặc là phomoterol trong Symbicort thì không nên sử dụng trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã sử dụng ổn định rồi thì không nên cắt cái thuốc này, bởi vì chúng ta cắt thuốc chúng ta có thể làm tăng cái nguy cơ vào cái đợt cấp của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân vào cơn cấp thì bắt buộc chúng ta phải điều trị giống như một người không có thai. Chúng ta không được quyền nói rằng vì bệnh nhân đang có thai cho nên chúng ta không được sử dụng thuốc ABC gì đó bệnh nhân tử vong, thì điều đó không được. Nói tóm lại thì chúng ta cần phải điều trị cho bệnh nhân thiệt là tốt khi mà người ta có kiểm soát hen không được kiểm soát tốt. Và cái câu cuối chúng tôi xin kết luận cái bài trình bày ngày hôm nay trích dẫn từ một cái tác giả như thế này: quyết định không sử dụng những thuốc có hiệu quả ở thai phụ có hen mà đang có triệu chứng được xem như là một hành động cố tình bỏ mặc bệnh nhân, giống như là thấy người mắc nạn mà không cứu, y chang như vậy. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn quý thầy cô và anh chị đã lắng nghe.